Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Hello, xin chào anh em nhá. Ôi dồi ôi, ngày hôm qua thì mình đang định livestream con game này thì tự nhiên bảo trì tận 6:30, thế thành ra lỡ hết cả kế hoạch, chẳng live được, cũng chả ra được video luôn. Thì thôi, hôm nay mình sẽ tiếp tục là bù hai cái video về tựa game này luôn anh em nhá. Và 6:00 thì mình cũng có livestream về con game Lời Nguyền Kỳ Dữ này, thì anh em nhớ đón xem nhá. Ok. Hiện tại trong đội hình của mình thì anh em biết rồi, em Maki của mình đã nâng lên 10 sao. Tuy nhiên là mình thì cũng không thấy đam chính nó ổn áp cho lắm anh em ạ. Thế thành ra là đội hình của mình cũng đang hơi mỏng do là cả Sukuna và Gojo nữa. Bên cạnh đó là cả Sokohian với cả Hana nữa. Thế em thứ 5 thì chắc chắn là mình phải đổi thành một em tanh thôi. Mà tầm này mình thấy em Hana đặc vụ lại ổn quá anh em ạ. Cực kỳ là trâu bò luôn. Nên là mình sẽ thử đổi qua em Hana đặc vụ xem có ổn áp hơn hay không anh em nhé. Thì bây giờ ở trong cái phần hoán đổi ấy, nó sẽ có một cái tính năng đổi cực kỳ là ngon luôn. À đấy, vì cái tính năng hoán đổi đấy mà mình vừa vã thêm một tí nữa gọi là Ruby vào đây. Ui dồi ôi, căng lắm anh em ạ. Lại hai củ nữa bay màu rồi. Thì đây, ở trong cái phần bệnh viện anh em nhé. Bệnh viện là một nơi cũng giúp cho tướng của chúng ta là hồi phục các kiểu đấy. Nhưng mà đúng là như đi viện thật, tốn cực kỳ nhiều viện phí anh em nhé. Đấy, bây giờ là mình phải hoàn tướng lại cái đã anh em ơi. Trước tiên là phải hoàn em này để trở về mạnh cái đã. Cái này thì còn kiếm được nhá. Bây giờ là trong phần shop của chúng ta đã có thể kiếm được cái đấy rồi anh em ạ. Siêu thị này. Chứ còn hôm trước thì chỉ có thể mà nạp thôi, chưa khôi phục, bây giờ có thể mua được rồi. May quá, không thì còn vỡ mồm nữa cơ. Đó. Thì đó, bây giờ mình sẽ hoàn lại em Hana đặc vụ này cái đã. Ok, xác nhận luôn. Ok, hủy. Rồi, tiếp tục là mình sẽ quay trở về này. Túi đồ và mảnh mình sẽ ghép luôn nha. Chờ thêm hai em Hana đặc vụ nữa đúng không? Còn bây giờ thì mình sẽ tiếp tục là vào phần bệnh viện và tái tạo tướng. Cái táo tái tạo này thì rất chi là ổn áp luôn. Và nếu như mình có thêm 5 phôi em Hana đặc vụ gì thì hoàn toàn là có thể nâng cấp em nó lên. Đấy, chọn luôn này. Nhưng mà tất nhiên là chúng ta cần phải 10 cái lõi khôi phục đấy cơ. Thì cái lõi khôi phục đấy ở trong phần giờ vàng này chúng ta cũng có này. Kho báu giới hạn đây thì cũng có cái lõi khôi phục đây. 10 cái lõi khôi phục với giá là 200 ruby. Tất nhiên là có thêm cái vé chưa mộ hội viên cao cấp nữa. Nhưng mà ở trong phần phúc lợi này chúng ta cũng có một cái này anh em này. Giới hạn chọn đời này. Chỉ với 130 ruby thôi thì mình thấy cái này hợp lý hơn ở giai đoạn đầu. Bởi vì là có thêm cả 5.000 cái thuốc tiến hóa. Cũng như là có cả cái... dương để chọn hệ dùng để nâng cấp luôn thì đang thiếu phôi ấy, thì mua cái này nó sẽ hợp lý và rẻ hơn anh em nhá. Tất nhiên là chỉ mua được một lần duy nhất thôi vì đây là cái gói chọn đời. Đó, nó lại là như vậy anh em ạ. Thôi cũng được, không sao cả. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục thôi, tái tạo tướng nhà, chọn Maki này, tiếp tục là Hana đặc vụ nha anh em. Hana đặc vụ đây rồi, chọn luôn và cần 10 cái lõi khôi phục. Bây giờ mình sẽ tái tạo luôn nhá. Cái này nó giống như kiểu là chuyển tướng nhờ anh em nhờ, thì nó sẽ hợp lý hơn đấy. Tái tạo luôn. Ok la, thế là mình đã có một em Hana đặc vụ 10 sao mà không cần phải nâng cấp nhiều. Đấy, quá là easy luôn. Trang bị các kiểu đấy, chuyển hết tất cả các thứ luôn anh em nhá. Và bây giờ để nâng cấp lên được E1 thì chắc chắn là chúng ta cần phải phôi Hana đặc vụ 6 sao, một phôi 9 sao nữa rồi. Không sao cả anh em ơi, cứ là ok nhé. Rồi bây giờ mình sẽ đi test thử xem là với cái sức mạnh của em Hana đặc vụ trong đội hình thì nó sẽ ổn áp hơn hay không anh em ơi. Đấu trường mình phải lưu lại đội hình thủ với đã. Thế này thì mình sẽ vứt em Hana đặc vụ ở đầu đi, với đội hình như thế này cho trâu vậy. Quá, ra trận nhanh cái chứ. Đấy, Hana đặc vụ phải lên đầu như thế này sẽ hợp lý hơn anh em nhá. Lưu đội hình này nha anh em ơi. À mình quên đấy, tầm này là phải đi ra để mua thêm một số cái gói, ví dụ như là siêu giá trị này anh em ạ. Đấy, mình sẽ mua thêm cực kỳ nhiều XP để có thể là nâng cấp luôn nhé. Kim cương của mình đang có nhiều mà cũng chẳng biết dùng vào cái việc gì. Thôi thì mua vào đây đi. Đó. Đấy, 10 triệu thẻ XP này, 15 triệu này. Bên này thì cũng tương tự này, siêu nhiều vàng này. Mua hết nha. Mình sẽ all in hết vào mấy cái gói này. Đáng lẽ ra mình nên mua sớm từ mấy ngày đầu tiên thì nó sẽ hợp lý hơn. Nhưng mà mình lại quên mất. Rồi. Thực ra không phải là quên đâu, mà chơi càng về sau thì mình mới thấy là cái gói này nó càng có lợi khi mà chúng ta đua top ý. Mình không để ý, mình cứ tưởng là mất kim cương. Khổ ghê. Rồi.
Ok này, không sao nhá, mình sẽ xả hết kim cương. Trong hành trình đua top, bật lại top cái đã. Không này thì ao quá rồi. Rồi, hết rồi, còn 6.300 kim cương thì... Rồi, với 653 ruby này thì mình sẽ tiếp tục là mua mấy gói kiểu trưởng thành để lấy thêm kim cương chứ biết làm sao. Ok, level 209 này, Hana đặc vụ đứng đầu cho nên là ưu tiên trong nó lên cấp trước nha. 55 triệu XP, 204 này. Đấy, không biết là lên được 230 không. 24 này, 29 này, có à. 34 này, 39 này, 44 này, 49, 54, ôi, và lên được level 255 luôn anh em ạ. Vẫn còn thừa 9 triệu điểm XP, 255 đúng không. Thế thì tiếp tục là Hana đặc vụ đi. Một phát 196 này, 201 luôn anh em ơi, 205, tuyệt vời. À, vẫn có thể nâng cấp được nữa. Ủa, full thế à? Thế thì chuyển sang cho em Sokohian vậy. Rồi, đấy, cũng mắc ping phết ở đây anh em ạ. Vượt ải phát. Chiến đấu. Ôi xài, đổi lại đội hình phát như thế này đi. Ra trận nhanh nào. Ồ, lên được 1.9 rồi anh em nhé. Ui, căng chưa. Rồi, hy vọng rằng là có thể qua được ải này luôn anh em ơi. U là trời đấy, trông chưa. Căng nhờ. Tính ra chơi này từ đầu có khi leo top lại ngon anh em ạ. Bỏ qua luôn nha. Giành chiến thắng rồi anh em đấy. Tanh hàng trước nó phải là như vậy. Cứng một tí, đánh em sướng anh em nhé. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau thử thách ở trong phần đấu trường đi. Cho nó chất chơi người rơi đi anh em ơi. Ví dụ như đây là một bạn 1.6 này. Thử sức tí xem như thế nào nha. Ok, đó. Để tốc độ x2 thôi. Đánh đấm nhìn cho nó kỹ anh em nhé. Rồi luôn. Ai chà, Sukuna. Phản đòn lại mày luôn này. Gojo đánh này. Wow, tài. Quá là ok luôn. Có thiên các kiểu, có đa điểu luôn. Và bây giờ tiếp tục là búp lên đến từ Sukuhian. Và em Hana thì liên tục là búp cũng như là chia sẻ sát thương đi. Bây giờ có một búp hồi máu đến từ em bò sữa. Sukuna, cào đi. Tuyệt vời. À không, nhưng bạn này mới có 1.6 triệu điểm lực chiến thì cũng chưa nói lên được điều gì. Cố lên. Chém ai. Phản đo lại luôn này. Cho mày nằm xuống luôn. Đấy là cái cực kỳ có lợi của em Hana nha. Nhưng mà em Sukuna team bạn cũng cực kỳ thốn luôn. Khi nó đánh bay đi một nửa cây máu của em Hana đặc vụ rồi. Bây giờ Gojo thì mình sử dụng quả ulti thi đầu tiên. Liệu rằng cái liệu được đối thủ ấy không đây. Câu trả lời là có luôn anh em ạ. Ôi khỏe quá. Đúng là thầy. Sức mạnh của thầy vẫn gọi là cái gì đó khác bỏ thật anh em ạ. Nghe nó mới gắt chứ đi. Làm mới danh sách xem nào. 1.2 triệu thì thôi. 1.4 triệu thì thôi. 2 triệu này. 2 triệu biết có ăn được không nhỉ. Thử cái nào. À, cái gì đấy. Khi phạt. Ủa. Hốn nha. Ủa. Ủa. 310 rồi anh em ạ. Ghê vậy. Làm cho một hàng bên này đi luôn rồi. Thôi thôi thôi. Mất sát thương chủ lực thì chắc chắn là thua rồi. Kinh nhỉ. Khoan nha. Làm mới danh sách. Làm mới danh sách. Ây da. Từ. Để mình xem bạn đấy build em Sukuna kiểu gì mà ghê vậy. Để review cho anh em xem luôn. Căng thế nhở. Xếp hạng. Ở trong này có 2 triệu. Không thể có. Đây bạn này đây này. Đây E2 rồi. Căng vậy sao. Hàng sau này 210 sát thương vật lý. Ôi dồi ôi, 59 trong khóa kỹ năng. Ôi dồi ôi, căng chưa. Bộ trang bị thì đây. Năng lực cái xem nào. Sát thương vật lý tăng 5%. Ôi, bạn này có cả cái này luôn á. Khi dùng kỹ năng vật lý. Ôi ôi, gây bạo thì 40% gây thêm một lần công thường. Ôi, căng nhờ. Đấy là lý do tại sao mà em Sukuna của bạn này đánh được 2 lần liên tiếp ấy nhá. Ghê gớm đấy. Anh em nhớ chụp màn hình lại nhá. Để có thể là nâng vào em Sukuna. Căng thẳng chưa. Ôi, có cả nhẫn đỏ này. Khi dùng cái năng vật lý chuyển hóa 30. Ủa ôi, ngon nhỉ. Ghép được cả nhân sử thi các kiểu thì nghe vẻ là cũng khủng khiếp ấy chứ. Ok, thôi. Thì lại tiếp tục là cái top thôi anh em ạ. Chúc anh em chơi game vui vẻ nhá. Và đừng quên là tham khảo cách build của bạn top vừa rồi nha. Còn giờ thì xin chào và gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye.